Chào quý các bạn, trên tay mình đây là tai nghe AirPods 2 đang được chờ thay mới pin tại di động cao cấp.vn. Qua thời gian thì việc tai nghe AirPods dùng nhanh hết pin, pin báo ảo, pin báo lúc đầy lúc không, chập chờn là điều không thể tránh khỏi. Khi quý vị các bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần pin của tai nghe AirPods lỗi hỏng, quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Di động cao cấp.vn có đầy đủ tất cả các linh kiện trên tai nghe AirPods nói chung và phần pin của AirPods nói riêng thì mới bị các bạn khi cần. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới tai nghe cho AirPods 2 nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Những khách hàng ở xa cũng đến được với di động cao cấp.vn cần thay pin cho AirPods 2. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Chúng tôi sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp pin của AirPods 2 hàng đầu hiện nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.